Chiều 24 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thường kỳ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thông tin về số ca nhiễm Omicron, theo ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố có 88 ca nhiễm Omicron, tăng 15 ca so với ngày 23 tháng 1. Và trong số này có 5 ca được phát hiện trong cộng đồng, còn lại là từ nhập cảnh. Cũng theo ông Nguyễn Hồng Tâm, với các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron thời điểm này tại thành phố, có 7 ca có triệu chứng nhẹ như là sốt nhẹ, ớn lạnh, đau họng và đang được theo dõi hết sức kỹ lưỡng diễn biến của các ca bệnh. Về cấp độ dịch, hiện toàn thành phố đang ở cấp độ 1, có 21 trên 22 quận huyện thuộc cấp độ 1, một địa phương thuộc cấp độ 2 và không có xã phường nào có cấp độ dịch 3. Về số ca nhiễm COVID-19 nhập viện và tử vong trong 5 ngày qua liên tục giảm. Liên quan đến việc chuẩn bị hàng hóa cho người dân mua sắm Tết, theo ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng Giám đốc Sài Gòn Coop, đơn vị này chuẩn bị hơn 5.000 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa, để hàng hóa đến tận tay cho người dân và sẽ có hơn 200 điểm bán hàng di động tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Theo quyết định mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sáng hôm nay 25 tháng 1, bậc mầm non, tiểu học và khối 6 sẽ học trực tiếp kể từ ngày 14 tháng 2 tới trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ. Ở bậc mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi đi học trước, giúp cho các trường từng bước thích ứng và có kinh nghiệm xử lý tình huống khi toàn bộ trẻ đi học trở lại. Thời gian đầu, các trường mầm non được tổ chức bán trú nhưng không có ăn sáng. Ở bậc tiểu học, các em học trực tiếp tùy theo cấp độ dịch của địa phương. Với địa phương thuộc cấp độ 1 tức là vùng xanh thì trường có thể dạy học 2 buổi bán trú cho tất cả các khối. Ở địa phương thuộc cấp độ 2 tức là vùng vàng, trong tuần đầu tiên nhà trường được dạy học 2 buổi bán trú khối 1 và 2, khối 3, 4, 5 chỉ học trực tiếp 1 buổi. Công việc trong các tuần tiếp theo được thực hiện tương tự vùng xanh. Các trường ở địa bàn cấp độ 3 là vùng cam chỉ tổ chức cho lớp 1 và lớp 2 học một buổi, học sinh khối 3, 4, 5 học trực tuyến. Với địa bàn thuộc cấp độ 4 tức là vùng đỏ, cấp tiểu học chưa đến trường. Việc thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho học sinh mầm non đến trường sẽ tạo thuận lợi cho nhiều bậc phụ huynh. Thực tế là trẻ mầm non tại thành phố đã không được đến trường trong nửa năm qua do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Khi thành phố trở lại nhịp sống bình thường mới, các bậc phụ huynh bận rộn với công việc, việc vừa phải đi làm vừa phải xoay sở trông con khi các con chưa được đến trường, thực sự rất vất vả. Nhà chỉ có 2 vợ chồng, lại tất bật bộn bề với công việc kinh doanh. Chị Minh Tuệ phải một mình xoay sở, vừa trông 2 con, vừa làm việc nhà, vừa phụ việc buôn bán. Thì một mình với 2 đứa con, một bé lớn thì được 3 tuổi, bé nhỏ thì được 16 tháng, thì nói chung là nó cũng khó khăn rất là nhiều. Bé này thì do bé bố mẹ hoàn toàn, nên bé đu mẹ liên tục và không có thời gian để chăm anh nữa. Mình vừa làm việc, rồi vừa chăm 2 bạn, không có thời gian cho bản thân mình nhiều đâu. Còn đối với gia đình chị Vũ Yến, do tính chất công việc linh hoạt nên 2 vợ chồng vẫn có thể chia sẻ thời gian trông con. Dù vậy, việc sắp xếp sinh hoạt vẫn vô cùng khó khăn. Đặc biệt, chị tin rằng các con không được tiếp xúc nhiều với trường lớp cũng khiến tâm lý trẻ bị ảnh hưởng. Khi mà các bé ở nhà quá lâu thì cái tính các bé cũng nhút nhát lắm. Các bé không được hòa đồng với các bạn. Khi mà đi xuống sân chơi thì rụt rè lắm. Những cái ngày đầu khi mà mới bỏ giãn cách xã hội xuống sân là các bé cứ đứng một chỗ không à, không có chơi với các bạn. Nó gây cản trở cho cái sự phát triển của các bé. Giờ các bé cần được đi học, cần được tiếp xúc với bạn bè, với thầy cô. Theo khảo sát tại một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bậc phụ huynh đã đặt chỗ ngay từ bây giờ với mong muốn con trẻ sớm được trở lại với môi trường lớp học cùng bạn bè, thầy cô. Tuy nhiên, với các chủ trường, dù vui mừng và tích cực chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại, nhưng nỗi lo vẫn luôn thường trực. Từng ngày đều hỏi mình là cô ơi, cho mở lại chưa? Tháng nào cũng gọi hỏi, tuần nào cũng gọi hỏi. Nhưng mà lo lắng là một số chị em chủ trường hoặc là quản lý thì cũng luôn hỏi là cho như thế rồi khi nào lại, có khi nào quay đầu trở lại hay không? Các chuyên gia cho rằng việc đưa trẻ sớm quay lại trường giúp trẻ được tham gia vào môi trường học tập, trải nghiệm và tương tác xã hội, giúp cha mẹ yên tâm đến nơi làm việc. Tết đang đến gần, đây cũng chính là thời gian cao điểm để nhiều nhà và nhiều người mua sắm thêm những đồ dùng thiết yếu như là thực phẩm. Tuy nhiên, Tết năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc thực hiện các quy định phòng chống dịch đã được các địa phương đặt ra ở mức cao, ghi nhận tại Phú Yên. Giữ khoảng cách giữa người bán và người mua, xếp hàng theo thứ tự, tránh tập trung đông người, đeo khẩu trang theo quy định là những công việc mà cửa hàng tạp hóa Đạt Sương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn nghiêm túc duy trì tại cửa hàng mình trong những ngày này. Cái chính sách chung của nhà nước là cũng đề nghị bà con nên tránh tập trung.
thì mình cũng nên thực hiện 5K và tránh tập trung là tốt nhất. Họ tối hàng mua đây họ cũng sợ lắm. Đứng đây một người thì đứng kia người, anh cũng đâu cho vô. Anh thích thực hiện 5K, hầu như anh không cho ai vô đó. Anh đỡ trưng bày trước kia là anh, mục đích của anh là anh không có cho ai vô á. Tại nhiều điểm kinh doanh mua bán khác, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn được khách hàng và chủ cơ sở quan tâm thực hiện. Dạo một vòng tại nhiều cửa hàng, chị Lê Thị Xuân Phương, phường 7, thành phố Tuy Hòa mới quyết định vào một cơ sở vắng khách để lựa chọn những thực phẩm thiết yếu hàng ngày và những thực phẩm Tết. Em không có mua hàng qua mạng, em đi mua trực tiếp những cái chỗ mình thương hiệu mình ăn quen vậy em. Những sở mình quen này, một tiệm, hai tiệm gì đó mình thường quen thì mình ghé lại mình mua. Mình lựa chỗ này mà vắng người ít khách mình lại. Này em lại chỗ kia cũng thấy đông quá đông, trở lại đây mình mua. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành chức năng Phú Yên cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát kịp thời, nhắc nhở, phát hiện các trường hợp không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, với mong muốn mang lại một cái Tết bình an cho tất cả mọi người. Nhìn chung, các cơ sở rất là cố gắng trong cái việc chấp hành các cái quy định về chống dịch. Cơ bản là các cơ sở chấp hành tốt. Tuy nhiên thì vẫn còn đâu đó thì một vài cơ sở thì những cái lỗi vi phạm thì đoàn phát hiện và đã nhắc nhở rất kịp thời. Cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương thì sự đồng lòng của người dân trong việc nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 là yếu tố quan trọng để có một cái Tết an toàn. Hôm nay là 23 tháng Chạp, tức là Tết Ông Công Ông Táo, và theo tục lệ dân gian, việc phóng sinh cá chép vào ngày này có quan niệm là táo quân sẽ cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình để báo cáo lại tất cả việc làm của con người trong một năm. Vì vậy, lượng giống cá chép vàng tại các chợ chuyên cung cấp cá trên địa bàn Hà Nội cũng hết từ sáng sớm nay. Hiện tôi đang có mặt tại chợ cá Yên Sở, thì nơi đây chuyên cung cấp các loại cá để bán buôn cũng như bán lẻ. Như quý vị có thể thấy đằng sau tôi đây, tuy hôm nay là ngày ông Công ông Táo, thế nhưng thì cái lượng khách cũng không đạt như kỳ vọng như người bán hàng mong đợi. Tuy nhiên thì cái thu nhập cũng như là cái giá cả năm nay thì nhỉnh hơn so với năm ngoái. Vì vậy thì những người bán năm nay thì được mùa hơn. Vào dịp ông Công ông Táo thì cá chép đỏ là mặt hàng được dân buôn bán nhiều nhất. Theo ghi nhận của phóng viên thì tới sáng ngày 23 tháng Chạp, loại cá này cũng cháy hàng. Nhiều khách từ đây phải quay đầu vì không thể mua được. Với giá bán dao động khoảng từ 220.000 đến 250.000 một kg, cao hơn so với năm ngoái do nguồn cung ít hơn, đem lại thu nhập tốt cho các hộ nuôi. Thông thường thì người dân mua một bộ cá, ba cá con để mua cúng ông Công ông Táo chỉ khoảng 100.000 đồng một bộ. Thời điểm này năm ngoái thì các hàng bán cá tấp nập, tuy nhiên thì do năm nay cung thấp hơn cầu và tình hình dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người chủ động đi mua cá và làm lễ ông Công ông Táo từ trước. Vì vậy chợ sáng sớm nay có phần vắng lặng hơn. Theo quan niệm dân gian thì cá chép là phương tiện đưa các táo về chầu Ngọc Hoàng trong ngày lễ cuối năm. Lễ ông Công Táo được các gia đình tổ chức góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khởi động chiến dịch Non Biển Chung Tay Dọn Ngay Rác Nhựa nhằm kêu gọi hành động tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần. Chiến dịch Non Biển Chung Tay Dọn Ngay Rác Nhựa sẽ được triển khai trong 6 tháng, gồm các hoạt động được tổ chức trực tuyến và trực tiếp tại các tỉnh bao gồm Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Chiến dịch đưa ra lời nhắc nhở mỗi người cần có trách nhiệm với xã hội và lựa chọn lối sống xanh. Và dù sinh sống tại miền núi, đồng bằng hay ven biển, cần đóng góp vào nỗ lực chung nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, trả lại màu xanh cho biển cả. Ngoài ra, UNDP còn giới thiệu tới cộng đồng ứng dụng San Rác, một ứng dụng điện thoại dùng để báo cáo và theo dõi tất cả các bãi rác tự phát và sai quy định tại Việt Nam, từ đó giúp chính quyền địa phương, các bên liên quan và người dân có thể xử lý kịp thời. Tại sự kiện, các tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi ảnh Câu chuyện rác nhựa cũng đã được vinh danh trao giải.